Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Nếu mà bạn mới nâng cấp và sử dụng chiếc DJI Avatar 2 này thì sau đây là một vài điều chỉnh setting mà có thể bạn chưa biết để thực sự làm chủ được con quái vật này. Những cái setting này sẽ để cho chúng ta có cái trải nghiệm bay tốt nhất và cũng để cho chúng ta thu về được những cái thước phim chất lượng nhất. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với bạn một vài cái điều chỉnh setting, giải thích công dụng của chúng và lý do tại sao bạn nên thay đổi những cái phần setting này nhé. Cùng bắt đầu thôi. Một cái cài đặt rất là quan trọng mà mình nghĩ bạn nên chú ý tới trước khi cất cánh đó là điều chỉnh cái thông số Return to Home Altitude của Avatar 2. Thì đây là một cái thông số sẽ điều chỉnh cái độ cao của máy khi bay, khi mà nó tự động quay trở lại điểm cất cánh. Tính năng Return to Home hay tự động bay trở lại điểm xuất phát sẽ được kích hoạt trong 3 trường hợp. Một là khi bạn bấm giữ nút MH trên tay cầm điều khiển. Hai là khi Avatar 2 gần hết pin thì máy sẽ kích hoạt tính năng này. Và 3 là khi tín hiệu điều khiển hoặc tín hiệu truyền về kính Google bị mất thì tính năng này cũng được kích hoạt. Khi kích hoạt tự động quay trở lại điểm xuất phát, Avatar 2 của chúng ta sẽ tự động dừng lại, lơ lửng tại vị trí đó, rồi bay thẳng lên chiều cao đã được cài đặt trước và bay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Nhưng trong chế độ này, drone sẽ không có khả năng tự nhận biết và dừng lại hoặc là tránh né vật cản. Vậy nên, chúng ta sẽ cần điều chỉnh độ cao của máy sao cho cao hơn các vật cản xung quanh. Và nếu bạn để thông số Return to Home Altitude thấp thì rất có khả năng máy sẽ bị đâm vào vật cản trong cái quá trình mà bay trở lại điểm xuất phát. Vì vậy, trước khi bay, bạn hãy quan sát địa hình trước, ước lượng chiều cao của các vật cản xung quanh, sau đó vào Setting, chọn Safety, cuộn xuống và chọn mục Return to Home Altitude và chọn thông số cao hơn chiều cao của các vật cản xung quanh để máy quay trở lại với chúng ta nguyên vẹn. Trong lần bay đầu tiên, máy sẽ tự động bật chế độ bay Beginner Mode, là chế độ dành cho người mới bắt đầu. Bên cạnh việc nó sẽ đưa ra chỉ dẫn thì trong chế độ này drone cũng sẽ bị giới hạn tốc độ còn 1m/giây. Cái này thực ra là tính năng an toàn để giúp bạn làm quen với máy và tránh việc để cho máy bị va chạm trong cái chuyến bay đầu tiên. Bạn hoàn toàn có thể tùy ý tắt đi và bật lại tính năng này mọi lúc bằng cách vào setting, chọn mục control, trong phần beginner mode chọn tắt hoặc bật. Nếu bạn có thói quen hay sử dụng cần joystick trên tay cầm RC Motion thì bạn sẽ để ý tốc độ bay lên xuống và sang ngang của Avatar 2 rất là chậm, đôi khi điều chỉnh rất là sốt ruột. Mặc dù chúng ta đã bật chế độ Sport Mode lên thì tốc độ bay của drone vẫn vậy, trong khi chúng ta chọn FPV drone là để được bay nhanh và bay mạo hiểm. Đó là bởi vì trong mặc định, cả tốc độ bay lên xuống và tốc độ bay ngang của Avatar 2 đều được để ở mức 0.5m/giây. Nhưng mà chúng ta có thể thực hiện điều chỉnh điều này. Bạn hãy vào Setting và mục Control, chọn mục Motion Controller. Sau đó, bạn hãy chuyển sang mục ở giữa Gain Tuning. Bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ bay tối đa của máy. Lateral Flight Speed là tốc độ bay ngang, Vertical là bay dọc, Forward là bay tiến tới và Backward là bay lùi. Và chúng ta có thể tùy chỉnh tốc độ bay của máy trong chế độ Normal và chế độ Sport. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì chúng ta nên để tốc độ bay tối đa của Avatar 2 trong chế độ Normal bằng một nửa tốc độ bay tối đa trong chế độ Sport. Nếu bạn vẫn chưa tự tin lắm về khả năng điều khiển drone của mình thì lời khuyên của mình là để tốc độ bay ngang tối đa tầm 3 cho tới 3.5m/giây và tốc độ bay dọc tối đa tầm 3.5 tới 4m/giây. Và trong chế độ Sport, hãy đặt tốc độ bay tối đa là 7m/giây, còn tốc độ bay dọc tối đa là 8m/giây. Vậy thì bây giờ mỗi khi chúng ta điều khiển bằng cái cần joystick này thì chúng ta sẽ không phải sốt ruột nữa bởi vì Avatar 2 đã bay nhanh rất là nhiều rồi. Và tất nhiên, nếu mà bạn đã tự tin với cái khả năng bay drone của mình thì bạn vẫn có thể nâng cái tốc độ bay của máy lên cao thêm nữa. Có bao giờ bạn gặp cái trường hợp giống mình đó là khi mà chúng ta đem Avatar 2 đi bay mà cất cánh bay được một vài phút rồi thì mới nhận ra là mình chưa bấm quay chưa? Cái điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đã bỏ lỡ một vài cái khoảnh khắc đẹp và một có thể là một vài cái shot quay thật là ngoạn mục rồi. Và có một cái phần setting có thể giúp chúng ta tránh gặp trường hợp như vậy, được gọi là Auto Record on Takeoff hay tự động quay khi cất cánh. Để bật tính năng này, bạn hãy vào Setting, chọn Camera, kéo xuống, chọn Advanced Camera Setting. Bạn sẽ thấy tùy chọn Auto Record on Takeoff. Hãy bật tùy chọn này lên. Giờ đây, mỗi khi bạn cất cánh thì Avatar 2 sẽ tự động ghi hình giúp chúng ta tránh việc bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp khi bay. Ok, vậy vừa rồi là một vài cái mẹo setting mà mình đúc kết được sau một khoảng thời gian trải nghiệm DJI Avatar 2. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy bấm like. Còn nếu muốn xem thêm về tip trick về FPV drone thì hãy bấm subscribe cho chúng mình nhé.